Ngọc Trinh bị phơi bày bí mật về mạng xã hội sau khi lãnh án tạm giam vì hành vi thiếu chuẩn mực. Thời gian này, Ngọc Trinh đang là cái tên được quan tâm khi cô chính thức bị tạm giam sau hành động không đúng chuẩn mực. Hệ thống mạng xã hội của Ngọc Trinh thu hút sự quan tâm và tương tác của nhiều người. Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực showbiz, cô đã thành công xây dựng và lan tỏa thương hiệu và hình ảnh của mình. Điều này rõ ràng từ việc các tài khoản mạng xã hội của người mẫu này có lượng người theo dõi cao hơn so với người nổi tiếng khác tại Việt Nam. Cụ thể, trên Facebook, Trần Thị Ngọc Trinh có hơn 3 triệu người theo dõi. Fanpage của Ngọc Trinh thu hút 5,9 triệu người và hơn 6 triệu người quan tâm trên Instagram. Nền tảng TikTok đang thịnh hành cũng có 6,8 triệu người theo dõi. Đây không chỉ là những công cụ quan trọng giúp Ngọc Trinh quảng bá hình ảnh cá nhân, mà còn giúp cô kiếm được số tiền lớn từ việc quảng cáo sản phẩm. Ví dụ, với mạng xã hội TikTok ngày nay, Ngọc Trinh quyết định tận dụng để giới thiệu sản phẩm và quảng cáo cho các nhãn hàng. Quan hệ đối tác thương hiệu là một trong những phương pháp phổ biến nhất để kiếm tiền trên TikTok. Trong chiến dịch tiếp thị này, thương hiệu sẽ trả tiền cho người tạo nội dung quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ của họ. Trên TikTok, quan hệ đối tác thương hiệu có nhiều hình thức khác nhau tùy thuộc vào tình huống, nhưng thương hiệu và người tạo nội dung sẽ thống nhất về mức tiền trả cho mỗi video TikTok được tài trợ. Số tiền mà Ngọc Trinh hoặc bất kỳ ai khác có thể kiếm được thông qua đối tác thương hiệu khác nhau phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm số lượng người theo dõi và tỷ lệ tương tác. Ngoài các giao dịch với các thương hiệu, cách đơn giản nhất để người sáng tạo kiếm tiền từ mạng xã hội là nhận được một phần doanh thu dựa trên hiệu suất video và số lượng lượt xem, cũng như tiếp cận các ứng dụng giải trí xã hội khác như YouTube và Facebook. Và ngày trước, Ngọc Trinh đã bị cơ quan điều tra bắt tạm giam để điều tra và làm rõ về tội danh gây rối trật tự công cộng. Hiện tại, người mẫu này đã tạm thời khóa hầu hết các tài khoản mạng xã hội của mình, chỉ duy nhất giữ TikTok nhưng đã tắt tính năng bình luận. Mỗi video của Ngọc Trinh đều thu hút lượng người xem cao, đặc biệt là những video tiếp thị sản phẩm mà cô bán. Ngọc Trinh và nhóm của cô đã tạo ra nhiều nội dung độc đáo hấp dẫn đối với nhiều đối tượng khán giả. Cô thường khoe nhiều mẫu xe hạng sang, những ngôi nhà đẳng cấp và các màn mở hộp đầy ấn tượng, đòi hỏi hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng để thỏa mãn đam mê mua sắm các loại túi xách, giày dép, đồng hồ, váy áo. Một lý do thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả chính là hình ảnh gợi cảm nóng bỏng của người mẫu được biết đến với các tên nữ hoàng nội y. Các video khoe thân nhan nhản trên Instagram của Ngọc Trinh luôn thu hút hàng triệu lượt xem, giúp cô giữ vị trí dẫn đầu trong số các ngôi sao nổi tiếng Việt Nam với số người theo dõi cao trên nền tảng này, cạnh tranh mạnh mẽ với Chibu và Sơn Tùng. Ngoài ra, người mẫu còn có mối quan hệ mở rộng trong giới showbiz. Cô đã tham gia một số bộ phim, điện ảnh và mới nhất là vai diễn trong Chị Em 2 kết hợp cùng Minh Hằng. Người đẹp từ Trà Vinh không ngại chi ra hầu bao gần 100 triệu để tặng túi hiệu cho đồng nghiệp ngay từ khi bắt đầu quay phim. Trong nhiều dịp khác, cô cũng rút tiền mua quà cho đồng nghiệp và nhân viên với số tiền lớn. Nhờ sự phát triển của mạng xã hội, Ngọc Trinh đã tạo dựng cuộc sống mơ ước cho nhiều cô gái, đầy đủ đồ hiệu, ngôi nhà rộng rãi và xe sang. Tất cả những điều này giúp người mẫu luôn thu hút sự chú ý và từ đó biến chúng thành cách để kiếm tiền cho bản thân. Ngọc Trinh cũng từng nói về việc bán hàng trực tuyến và cho biết cô đã dần quen với công việc này vì nó đảm bảo an toàn cho cả người bán và người mua hàng. Ngày 19 tháng 10, Ngọc Trinh đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam vì hành vi gây rối trật tự công cộng. Người mẫu đã đăng tải những video biểu diễn xe mô tô với những động tác nguy hiểm và chia sẻ chúng trên các mạng xã hội với một lượng người theo dõi lớn. Những video này đã được lan truyền trên mạng với hơn 240 bài viết trên Facebook, hơn 650 bài viết trên website và hơn 3.000 video liên quan trên YouTube. Dư luận trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội chủ yếu phản ứng với việc chỉ trích mạnh mẽ hành vi của Ngọc Trinh, do đó cơ quan chức năng đánh giá rằng hành vi này có tác động tiêu cực và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh và trật tự trên không gian mạng.